Cũng trong sáng nay, tại quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ đã diễn ra chương trình Chuyến xe ước mơ gắn kết yêu thương. Hoạt động này nhằm hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2023 và khởi động cao điểm mô hình Chuyến xe ước mơ. Thông tin chi tiết từ phóng viên Hồng Ân. Thưa quý khán giả, ngay tại lúc này đây, tại sân trường Thường Thạnh, quận Cái Răng, đang diễn ra chương trình Chuyến xe ước mơ gắn kết những yêu thương do Công đoàn Ngành Giáo dục thành phố Cần Thơ, Hội đồng đội thành phố và trường phổ thông Thái Bình Dương phối hợp với quận Cái Răng tổ chức, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên và gần 200 em học sinh của trường tham gia. Chương trình nhằm tôn vinh những tấm gương giàu ước mơ, động viên thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tiếp tục vượt khó, vươn lên đạt kết quả xuất sắc trong học tập. Bên cạnh đó, tạo môi trường giáo dục mang tính thực tiễn để định hướng cho thiếu nhi trong việc xác định mục tiêu, lý tưởng sống và đồng hành cùng các em trên con đường biến ước mơ thành hiện thực. Không những trao nhiều phần quà ý nghĩa đến các em thiếu nhi, chương trình còn tổ chức sinh hoạt, vui chơi giải trí, các gian hàng trò chơi dân gian, khám răng và hớt tóc miễn phí cho các bạn nhỏ. Sau ngày hôm nay, Chuyến xe ước mơ sẽ tiếp tục cuộc hành trình với chuỗi hoạt động tại trường Trung học cơ sở Giai Xuân, huyện Phong Điền và trường Tiểu học Thới Đông 2, huyện Cờ Đỏ trong hai ngày 28 và 30 tháng 6 tới.